thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật thiên bá thân thích ca mâu ni phật đương lai hạ sanh di đà tôn phật cực lạc thế giới a di đà phật cấp phương tam thế nhất thiết chư phật đại trí văn tự sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát đại bi quan thế âm bồ tát chư tôn bồ tát ma ha tát ma ha bát ngã ba la mật tâm đức bậc vị cứu phật gặp tăng pháp giới hội tịnh hộ đồng thánh đường như quan phật thờ đối nguyện chúng sanh thiện di quy phật pháp mỹ sung mãn chưa. Muộn thứ nhất quyện độ nhất thiết ác, muộn hai quyện độ nhất thiết thiện, muộn thứ ba quyện độ nhất thiết chúng sanh. Ngũ quan, quan thứ nhất kể công nhiều ít so với mọi người đem đến cúng dường. Quan thứ hai xét đức hạnh của mình trước mà họ cúng dường. Quan thứ giấy tờ cái gì kia là thầy đầy đủ. Rồi thầy sống sao mà không biết? Rồi thầy đi đâu làm gì nó cũng biết, khỏi cần hỏi ai. Dạ. Có mấy anh khùng điên hỏi chứ biết hết mà thầy giàu nó không biết sao. Dạ. Rồi thầy học ăn học đâu nó không biết sao chúng ngu. Thầy có tiền nhưng mà thầy làm cái gì thế má đàng hoàng cũng cho nhà nước thì đâu có gì đâu. Thì đó thì giờ mình đâu làm đóng thế làm gì chứ thầy làm gì đủ chức năng đủ giấy phép mà sao không cho hoạt động cản trở thầy. Rồi chặn đường, chặn ngõ, quậy phá thầy để làm được cái gì cho mình. Vậy thì sẽ kêu thầy tôn chính, tôn trọng mình. Phải không? Thầy có dự tính chừng nào sang mấy cái chùa bên cạnh kia không thầy? Muốn đi nhưng mà thứ nhất phải có tiền. Muốn về phải qua giáo hội trước tiên. Để cúng dường cho mấy hòa thượng. Rồi thầy là một giáo hội, bây giờ mà ông quản lý mình là ông chủ tịch. Bữa thầy nói đại gia mà sao không có tiền này? Ông có tiền cho mấy ông, tiền của thầy là có. Nhưng mà tiền để người ta chở cho thầy đi á. Không có tiền nhà tài trợ để tài trợ cho thầy chương trình về để làm lễ như thức Phật giáo, cúng dường cho đường cây tăng cho mấy ông giáo hội, rồi cúng xây dựng chùa cho giáo hội, đó là hành tâm của mình đã đóng góp giáo hội. Tiền của thầy để thầy ăn để lên thầy Thích Tâm Phúc cùng kêu gọi ông cúng dường cho thầy ha. Ông thầy đã giàu lắm thầy. Thầy có nghe tiếng ông không? Cả thế giới đều biết ông đó thầy. Giàu giàu thiệt nhưng mà mình phải giữ cái đồng tiền xài đúng. Dạ. Rồi cái tiền của mình là ví dụ của mình nó khá của nhà tài trợ tại nó dần vua chúa cũng phải sợ năm tạp của các cấp cúng dường cho mình thì mình có kinh phí tổ chức sự kiện cúng dường làm những nghi thức nghi lễ. Dạ. Chứ con nói là ngồi không làm gì có cái ấy. Giờ tự nhiên thầy nói giờ muốn cống hiến hay là muốn về kêu bằng đóng góp cho giáo hội thì thầy phải có tiền. Mà cái tiền đó phải tiền nhà tài trợ, thầy đang chờ nhà tài trợ chứ không phải. Còn tiền của mình xài hết, núi cũng sập con. Chứ nhiều cái rút ra xài mà nó sẽ hết bất cứ lúc nào. Trời ơi, bao nhiêu người nhà tỷ phú đại gia mà còn phá sản, ngân hàng mà còn phá sản, con nghĩ sao mà thầy mày xài ảo mày. Ngân hàng còn phá sản á, công ty cũng phá sản á, giáo hội này không phá sản tao đi. Dạ. Hết tiền rồi phá sản á, hết vốn đầu tư để tổ chức đóng góp cho nhà nước là đều là cạn kiệt. Nay ăn cháo vừa miệng mà thấy thầy chấp ngon quá thầy. Tại răng thì nó đau. Rồi hai nữa răng thầy muốn coi thử sức coi cái răng giả này nó rớt ra hoài không. Ăn còn rớt răng ra hoài không, dăn hằng răng ra hoài không. Giờ ta có công nghệ cao, làm việc tốn, rau tiếng. Vô đây con.
lúc mà hà hồ mà ăn thịt thầy ha. Thầy nói cuộc sống gì cũng do con người với con người từ bi quan hỷ nhau, mà tu là làm việc lớn mà không quan hỷ, trẻ có lỗi không sao nhưng mà già có lỗi là không được, phải không? Giống như chua chúa mà chỉ cần hôn giết tâm tư tâm tập rồi luôn, đâu có giỡn được, có gì cũng điều tra cho thật kỹ rồi sắm xếp cho thật kỹ. Không đùa, tòa án cũng vậy, hai ông luật sư cãi nhau nhưng mà chủ tòa phải làm chủ được, phải có chứng cứ mới được xử trảm một người, còn xử phạm mới xử quan là ông chánh tòa giết một mạng người, làm gì cũng phải có chứng cứ. Và suy xét đúng việc đúng người, phải không? Dạ. Con nói giờ trên mạng nước ngoài nó đặt kiện chứ không phải nó chống, còn nhiều cái vấn đề phải hấp dẫn cho người xem chờ đó. Đến mấy người mù quáng với mấy con khùng cũng đi giàu có sao để cho ở tù, rồi giàu có sao có 10 tỷ, tại sao không lo dài 300 tỷ, dài ngàn tỷ còn chưa chuột mạng người ra được. Mà nghĩ sao thầy giả bộ phải nói 10 tỷ lớn. Tao nói 10 tỷ làm gì? Tào lao. Rồi đưa xong sợ người ta ém. Thầy nói luật sư thì mướn người ta. Thầy đúng. Mắc lẽ gì mướn người ta. Nói chấm nhận. Hay còn khách thức. Nè 10 tỷ này mày ăn mày giọng đâu. Mày làm sao cho thành công cho tao. Ngon. Lúc trước thầy nói 300 tỷ, cơ thầy để thầy muốn luật sư mà còn có 300 tỷ đó. Nếu mà cho anh ta công ty mà không 10 tỷ làm gì trong thế gian này, 10 tỷ mua được cây cột á, thầy nói ngàn tỷ mới chi được một, mà hỏi giờ có 10 tỷ không mà la làng làm được gì. Đó nước 10 tỷ làm tờ đơn thì được, mướn luật sư thì cũng chưa được luôn, luật sư tôi tính phần trăm mắc nợ, ví dụ 1.000 tỷ tính 30% trên 1.000 tỷ đó thì là luật sư hết 300 triệu rồi, ở 300 tỷ rồi, còn 700 tỷ đó đã mà làm đó, thầy tính đó, theo phần trăm của quốc tế và những luật sư ấy. Còn luật sư thường thì đơn giản ít hơn, nhưng mà nó phải nói tóm gọn, thường xưa người ta muốn uy tín cho người ta, ta cũng lựa là phải đúng và cãi sao cho hắn người ta mới kêu bằng nổi tiếng và người có uy tín, còn cãi câu nào là bị gì phải không, bị người ta trách móc hoặc nó bậy nó bạ rồi ta trút phế mình luôn, nên luật sư người ta không dám cãi. Thì mưa cháu dịch ngon thầy ha. Mà tao ăn hồi nào cũng nhiều chuyện quá. Ăn cũng dịch lễ mà. Mà con nghĩ đúng không?
nếu dân có tiền mà dân giàu mà thằng có tiền á, rồi chưa lúc họ binh vực nó và họ bảo vệ nó, ai dám đụng ra. Hồi đó lên đồn cũng hang là nó đã nghịch rồi, là trong đồn rồi đó có quýnh lộn quýnh lạo rồi kiếm chuyện rồi. Thầy nói một lần mà trước khi lên đồn công an nó mờ là nó thấy cái kỳ kỳ rồi. Ở cãi lộn qua lại với mấy ông đó, ông thành phố là đông nha, ngược chiều đúng hổm là thấy là kỳ kỳ rồi. Còn mấy cái chuyện khác cá nhân thầy nói cái chuyện cá nhân á rồi chết thù cá nhân á, yeah. Rồi cá nhân là mình hành động nữa, rồi mình xúi dục người khác phải làm theo mình rồi cho tiền người đó. Cái đó là cái tội xúi dục và tội ép phải người ta di đồng tiền mà người ta làm. Còn nhiều người họ tức ông Nhật Từ, tại sao thầy giữ ông Nhật Từ có lý đúng mà tại sao thầy không nói thì sao? Thôi nhưng mà thầy nói vậy thôi, thì giờ hỏi muốn hỏi nữa. Thì con làm nghề này là không theo bên nào hết, không theo tôn giáo.